ladies and gentlemen, it was very good. We're going to do the whole song one more time. Yeah. Follow my steps. Thế cậu của bạn có tên là Gió gì? Không biết phát âm gì có đúng không đó. Chắc bạn này là người nước ngoài rồi. Mình đã sử dụng đến Google dịch. Bạn này thích những chiếc xe. Và đó là lý do mình làm cái video này. Giờ thì hãy kiếm một chiếc xe để vẽ thôi. Ô, chiếc kia cũng vậy luôn. Chiếc này quá dữ. Giờ thì mình tạm chia video ra thành 10 cấp độ. Và đây là cấp độ 1, 2. Ở cấp độ này thì dành cho những bạn nhỏ và những bạn mới biết vẽ. Giờ thì bạn hãy xem bạn nằm trong cấp độ nào. Giờ chỉ cần việc là lên màu xanh thôi. Và đó là màu yêu thích của mình. Thôi đi, nhìn là biết xạo rồi. Còn các bạn muốn tô màu gì lên cũng được. Phần màu này mình tô hơi bị đậm rồi, nên các bạn rút kinh nghiệm nhé. Mình phải tô lại những phần trắng của chiếc xe, nên màu nó hơi bị đậm tí. Giờ tô thêm màu đỏ cho bóng đèn của chiếc xe. Tô luôn phần sườn của chiếc xe luôn. Màu đỏ của mình gần hết nên nó hơi nhạt, nó chuyển thành màu hồng rồi mấy ông ơi. Bây giờ thì hãy tiếp tục xem video của mình nhé. Hãy để lại bình luận phía dưới về những chủ đề bạn thích, mình sẽ hoàn thành chúng nhanh hơn. Giờ thì tới cấp độ 3-4, mình sẽ đặt tên chiếc xe là Mr. Bean. Quăng nó giùm cái đi ba. Giờ đã xong phần thân xe rồi, tiếp theo dĩa hai cái bánh của nó luôn, cho thêm cặp mâm nữa. Thành công rồi. Giờ thì dĩa tới kính chắn gió. Khúc này mình cảm thấy tay mình hơi rung rung rồi đó. Các cặp độ phía sau sẽ rất thú vị, nên các bạn đừng có bỏ qua nhé.